Ngày 14 tháng 5, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn khiến một nữ sinh thiệt mạng trong đêm. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 5, BAT, 18 tuổi, nữ sinh ở quận Hai Bà Trưng lái xe máy chạy trên đường Thanh Nhàn. Khi đến trước cửa nhà 247 Thanh Nhàn, chiếc xe máy bị xe tải chạy hướng Bạch Mai, Võ Thị Sáu tông trúng. Trên xe tải lúc này có hai người là NVH, 34 tuổi và NVC, 28 tuổi. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ, hai xe bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn, chiếc xe bị người dân chặn lại, bàn giao cho công an phường Thanh Nhàn. Đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp công an quận Hai Bà Trưng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.